Đoàn Vi Hương xin kính chào quý vị. Mong rằng chương trình ngày hôm nay quý vị giữ cái băng tần, cái làn sóng, cái kênh Hát Là Cầu Nguyện suốt nguyên một chương trình, vì tối hôm nay rất là đặc biệt. Quý vị nhìn thấy, sẽ nhìn thấy những thiên thần, không phải là thiên thần áo trắng mà là thiên thần áo đen. Sáu thiên thần áo đen lên với chương trình Hát Là Cầu Nguyện hôm nay. Xin chào Sơ Thanh, Sơ Thảo. Và chút xíu nữa quý vị sẽ thấy hết tất cả những gương mặt của các sơ từ dòng Mến Thánh Giá Los Angeles. Mời sơ giới thiệu ạ. Dạ, xin chào quý khán giả. Chúng con thuộc dòng Mến Thánh Giá Los Angeles. Và hội dòng chúng con được thành lập năm 1670 do Đức cha Lambert de la Motte là người Pháp đến Việt Nam để truyền giáo. Và hiện giờ chúng con đang phục vụ ở ba địa phận: địa phận Los Angeles, địa phận Orange và địa phận San Bernardino. Chúng con phục vụ công việc tông đồ của chúng con gồm ba lĩnh vực y tế, giáo dục và xã hội. Về lĩnh vực giáo dục thì chúng con có các sơ phụ trách giáo lý trong tất cả các cộng đoàn ở Việt Nam cũng như có cộng đoàn Mỹ ở Los Angeles và ở Orange. Và chúng con cũng có các sơ dạy học ở những trường công giáo. Về lĩnh vực y tế đó thì chúng con có các sơ làm y tá, làm dược sĩ, làm tuyên úy nhà thương trong các nhà thương công giáo. Và về lĩnh vực xã hội thì hiện tại chúng con cũng có các sơ đang phục vụ ở trung tâm Good Shepherd Center để giúp những người nghèo, đặc biệt phụ nữ và trẻ em vô gia cư. Và chúng con không những chỉ có cho họ đồ ăn, thức uống, quần áo, những gì cần thiết, nhưng mà chúng con muốn tạo cho họ một cái phương tiện để họ tự sinh sống, họ kiếm việc làm, qua đó hồi phục lại phẩm giá của họ. Và ngoài đó chúng con cũng mỗi mùa hè chúng con cũng đi giúp những người nghèo ở Việt Nam qua chương trình sứ mạng tình thương, cũng gọi là Mission of Love. Cảm ơn Sơ Thanh đã có lời giới thiệu. Tối hôm nay trong chương trình Hát Là Cầu Nguyện là mình mời được 6 sơ. Chút xíu quý vị sẽ biết tên mỗi sơ. Nhưng mà dòng Mến Thánh Giá thì là rất là đông các sơ. Và nếu quý vị nào ở California thì biết là mình có tất cả là 4, 5 địa điểm phải không chung? 8 luôn. Vào 8 luôn. Thì mong rằng quý vị nào ở xa thì mỗi lần về California thì đi thăm từng mỗi nơi của dòng Mến Thánh Giá, vì là Hương cũng đã đi tĩnh tâm ở những nơi của dòng Mến Thánh Giá. Mình đến đó mình thấy một cái sự bình yên, một cái bình yên vô tận, và nói là mình bỏ hết tất cả những gì ngoài cuộc đời, nhưng không phải để đi tu theo các sơ, mà chỉ là ngay lúc đó để mình tĩnh tâm mình lại, và khi bước về lại với cuộc sống hàng ngày thì mình sẽ có cái sự thay đổi và mình dĩ nhiên là mình tốt hơn, chắc chắn là như vậy. Và bây giờ thì Sơ Thảo muốn nói, hay là Sơ Thảo muốn là để giới thiệu bốn thiên thần ở bên kia đang ngồi chờ. Rồi chút xíu Sơ lại trở lại. Dạ, con xin được giới thiệu bốn thiên thần của dòng Mến Thánh Giá chúng con trước ạ. Vâng. Thì người mà ngồi bên cạnh này, người ôm cái đàn guitar là Gia Hân thì quý vị biết rồi. Bên cạnh Gia Hân là, wow, tối hôm nay không có mặt Quang Phúc mà mình lại có Sơ Oanh. Sơ Oanh là đang cầm cái đàn violin. Thì tối hôm nay là mình được nghe cái tiếng đàn du dương của Sơ Oanh. Và Sơ, bên cạnh Sơ Oanh. Bên cạnh Sơ Oanh là Sơ Phước ạ. Dạ, và kế bên Sơ Phước là Sơ Yên Nhiên. Dạ, và Sơ, kế bên Sơ Yên Nhiên là Sơ Thiên Hương. Vâng. Yeah. Vậy thì bây giờ thì Hương xin mời quý vị hãy nghe một bài hát để mình biết được tâm tình của các sơ, để mình biết được là trong cái bài hát này các sơ sẽ gửi gắm lên Chúa, nhưng mà mình nghe để mình biết được là các sơ ngoài những cái công việc mà vừa rồi Sơ Thanh vừa nói, các sơ còn hát rất là hay nữa. Mà hôm nay các sơ đến đây với cái mong ước làm sao để dòng Mến Thánh Giá của các sơ được
vững vàng cũng như là được phục vụ trên cái tinh thần đúng hai chữ phục vụ. Mà vừa rồi Sơ Thanh nói là giúp cho người già, giúp cho các em trong vấn đề học vấn cũng như là giáo dục rồi giáo lý. Thì bây giờ xin mời Sơ Thảo nói thêm về vấn đề tương lai. Bây giờ mình đây, mình đang hiện tại và những gì các sơ có những dòng bên thánh giá đó là hiện tại, nhưng mà không biết trong tương lai thì mình sẽ phát triển như thế nào sơ. Dạ, em cảm ơn chị Đoàn Vi Hương. Dạ thưa quý vị khán giả, thì với chúng con là những nữ tu sống đời tận hiến, thì chúng con một đời phục vụ Chúa và thánh hóa bản thân và phục vụ tha nhân. Và với cái ơn gọi căn tính đó và sứ mạng, thì chúng con có cái viễn tưởng cho hội dòng mình là được biến đổi bởi Đức Giêsu Kitô và ban niềm vui hy vọng cho mọi người. Thì chúng con biết trong cuộc sống bôn ba vất vả rồi tìm những cái vật chất, nhưng mà con biết ai ai cũng khao khát và tìm kiếm niềm vui và hy vọng. Và đặc biệt trong thời đại này với những dấu chỉ của thời đại, thì con biết niềm vui và hy vọng cần hơn lúc nào hết. Và khi nhìn được cái đó, đặc biệt Đức Giáo Hoàng Francisco cũng nói ra và nhấn mạnh trong tông huấn niềm vui và hân hoan, thì Ngài cũng nhấn mạnh rằng nếu cuộc sống mà không có niềm vui và hy vọng thì sẽ mất ý nghĩa và vẻ đẹp cuộc sống. Thì nhìn cái dấu chỉ thời đại cũng như cái khao khát đó, thì chúng con cũng có những cái thao thức cho tương lai của giáo hội cũng như thao thức cho tương lai của anh chị em đồng loại. Thì khi mà nhìn vô giới trẻ ngày nay, hơn 70% các em mang những căn bệnh trầm cảm, và trong 70% đó đã có hơn 30% các em chọn kết liễu cuộc đời của mình. Và về đời sống gia đình thì 5 gia đình thì hết 3 gia đình đang trên đà đổ vỡ hoặc là đã ly dị, và gần như không có tìm thấy được cái niềm tin, niềm hy vọng trong cuộc sống nữa, đặc biệt là con cái cũng vậy. Và ngoài đó thì chúng con cũng nhận ra một dấu chỉ của thời đại nữa, đó là những người cao niên, những cái sự cô đơn rồi trống vắng. Con cái thì buôn ba vất vả hàng ngày, còn khi về nhà thì ngôn ngữ tiếng Việt càng ngày càng bị phai dần trong những gia đình trẻ. Thì đối với chúng con, khi nhìn thấy những dấu chỉ thời đại đó, chúng con lại càng khao khát để mà mang niềm tin và hy vọng đến cho mọi người. Và chúng con lại tin tưởng rằng một khi Chúa cho chúng con thấy và Chúa mời gọi thì Chúa sẽ ban ơn. Và chúng con cũng mới mở ra trung tâm mục vụ để mà với cơ sở này chúng con có thể phục vụ những đối tượng trên một cách đầy đủ hơn ạ. Vậy thì nãy giờ quý vị nghe Sơ Thảo nói những lời Sơ vừa nói, thì mình đang suy nghĩ là không biết tại sao Sơ hiểu được điều đó, vì Sơ là người tu hành. Nó rất là đúng với cái thực tế ngoài đời. Quý vị biết là Hương là một người cũng là dùng cái chữ là bôn ba, tiếp xúc rất là nhiều ở ngoài đời, bạn bè cũng rất đông. Thì những gì mà Sơ nói vừa rồi đúng là như vậy. Có một số người thân, bạn bè của Hương thì đi làm từ sáng đến tối, có thể thậm chí là 7 ngày. Họ thương con rất nhiều, họ có thể họ đi làm để họ cho con họ tất cả, muốn gì con ấy, nhưng cái tinh thần không có. Thì các em hiện tại bây giờ một số Hương biết là đang bị bệnh trầm cảm. Và Sơ nói đúng, các em những cái lúc các em chán nản, các em không có muốn sống. Cái đó là một cái nỗi phải nói là kinh hoàng và một nỗi sợ cho bố mẹ. Cái đó là sự thật trên thực tế là thật đó quý vị. Mà nhiều lúc bố mẹ không có để ý tới. Thì nếu mà trong tương lai mà dòng bến thánh giá mà có một nơi để bố mẹ đi làm mà đang các em tới để được hướng dẫn, được học giáo lý, để được sinh hoạt thì tốt lắm. Dạ. Quý vị cũng thấy trên tin tức là tự nhiên là có những em là bình thường học giỏi, vui vẻ, rồi tự nhiên lại tự tử. Thì đó không phải nỗi đau riêng cho gia đình của các em mà cho tất cả mọi người chúng ta. Rồi nói vấn đề người già cũng vậy, nhiều lúc con cái cũng phải lo đi làm, bố mẹ ở nhà không có ai để nói chuyện thì buồn, rồi cũng bị trầm cảm, vân vân và vân vân. Sơ nói, Hương nói, nhưng mà quý vị, Hương tin chắc quý vị đã biết rất nhiều. Thì về cái tương lai của chúng ta và cái hướng mà các sơ mong muốn là một cái nơi mà để các sơ thay cho chúng ta, thay cho các phụ huynh
chăm sóc các em, chăm sóc cái người già. Mà đối với Hương cái điều đó là rất tốt. Và sơ biết không, nếu mà một ngày nào đó bản thân của Hương lớn lên thì Hương cũng dành một chỗ ở đó. Vì Hương biết là con của mình nó bận rộn, nó đi học rồi nó lo cho con cái và tương lai, cho nên là sẽ dành một chỗ. Bây giờ ghi danh trước được không sao? Không biết là người đầu tiên. Không biết là tới 70 hay là 75 có ai muốn ghi danh vào không thì cho Hương biết nha. Mình ở chung cho vui. Mỗi người một phòng hay một giường sao hả? Thôi mình để cho các sơ hát rồi mình sẽ nói tiếp là bài gì sơ giới thiệu. Bây giờ những thiên thần áo đen giới thiệu. Tình Chúa yêu con. Tình Chúa yêu con đây không phải yêu các sơ không đâu mà yêu hết cả mình luôn, hết tất cả khán giả phải không quý vị? Xin mời các sơ và bé Gia Hân. Tình Chúa yêu con. Công nhận với Hương là thiên thần áo đen tối hôm nay là đúng nghĩa. Nếu mà các vị bác sĩ cũng như y tá ở trong nhà thương là thiên thần áo trắng, họ có những cái công việc của họ như thế nào? Cứu người và làm nhiều việc
rất là hay. Thì các sơ cũng vậy. Các sơ cũng làm những cái điều mà đối với Hương thì người thường của chúng ta không có, có cái sự hy sinh đến mức độ đó. Thì bây giờ không biết là cái trung tâm của các sơ dòng bên Thánh Giá là có cái, những cái sinh hoạt cũng như là những cái trong tương lai sẽ như thế nào, thì mời sơ Thanh có thể nói cho tất cả mọi người biết được không ạ? Dạ, cảm ơn chị Vĩ Hương. Chúng em mới mở cái trung tâm gọi là trung tâm mục vụ Lambert. Cái tên Lambert là tên của đấng sáng lập của chúng em, Đức cha Lambert de la Motte. Thì trung tâm này chúng em cũng đã có những sinh hoạt đang hiện thành bây giờ. Một trong những sinh hoạt đó, trước tiên là muốn nói với quý khán giả là cái trung tâm này không phải chỉ có cho hội dòng chúng con, nhưng mà mục đích là để cho cộng đồng Việt Nam và tất cả những ai muốn đến để đào sâu thêm về tâm linh và có những chỗ sinh hoạt. Thì ở trung tâm có hội trường Lambert cũng như có nhà nguyện Thánh Tâm. Hai nơi đó là để cho quý vị nếu ai trong nhóm nào trong nhà thờ có thể đến trung tâm đó để dùng nhà nguyện và dùng hội trường để sinh hoạt. Ngoài ra chúng sinh hoạt là sinh hoạt gì mình có thể làm, có thể là cầu nguyện, tổ chức tĩnh tâm, hay là mời cha đến giảng, hay là nhiều khi họp. Nhưng mà nhiều khi trong giáo xứ nhiều khi rất là bận rộn, hay là nhiều khi phòng ốc không có, cho nên chúng con mới nghĩ đến là đây là một nơi mà tất cả mọi người ở các cộng đoàn có thể đến và chứa được bao nhiêu người sao? Dạ, nhà nguyện đó thì có thể chứa được khoảng 500, rồi còn nhà hội trường thì cũng khá rộng, cho nên có cái nhà bếp ở ngay đó nữa, cho nên nếu mà quý vị nhóm nào mở những cộng đoàn muốn đến để sinh hoạt ở trung tâm chúng con thì chúng con kính mời. Ngoài ra thì ở trung tâm mục vụ Lambert chúng con cũng có trường mầm non Lambie School là trường cho các em cái em lý tí bé từ 2 tuổi rưỡi đến 5 tuổi, và chương trình dạy học đó là do các sơ dòng bên Thánh Giá chúng con phụ trách. Và ngoài ra thì chúng con cũng có cái chương trình dạy kèm sau giờ học cho những em từ lớp 1 đến lớp 8. Cho nên như là chị Hương có nói lần hồi nãy là nhiều khi giờ bố mẹ rất là bận rộn, cho nên có thể là sau giờ học có thể mang con đến trung tâm đó và các sơ sẽ chính tay dạy kèm với cho các em, chăm sóc các em không những về việc học nhưng mà cũng về việc đạo luôn. Rồi ngoài ra thì chúng em cũng có ở trung tâm, chúng em cũng có cái văn phòng gọi là văn phòng linh hướng và tư vấn cho những giới trẻ, những bạn trẻ, những em nào mà muốn đến gặp các sơ để tìm linh hướng cho đời mình, cũng như hay là muốn hỏi các sơ, chia sẻ với các sơ những gì những khó khăn trong cuộc sống, thì ở đó cũng có các sơ sẵn sàng để giúp. Thưa sơ, ví dụ như là trước đây á, quý vị biết trước đây Hương có làm cho một nơi gọi là SK Education, là tiếp xúc với các em học sinh high school rồi bắt đầu chuẩn bị vào đại học. Thì thường thường có những em đến nói là không muốn nói chuyện với bố mẹ. Mình không biết là tại sao các em không muốn tâm sự với bố mẹ. Thì nếu có những trường hợp đó thì các em có thể đến để nói chuyện với các sơ để dạ vâng, dạ vâng, thoải mái. Mục đích là như vậy đấy thưa chị. Dạ. Wow, vậy thì tốt quá. Vậy thì Hơn nghĩ đây là một cái điều rất là hay cho các phụ huynh, cho chúng ta đang lúc này một cái cuộc sống mà quá bận rộn với tất cả mọi người, nhất là những người mà làm ăn đó, thì mình không có thời gian, thì mình để cho bàn tay của các sơ chăm sóc. Ngày xưa mình hay nghe là em hiền như ma sơ, thì quý vị thấy nhìn các sơ là các sơ đúng với bài hát em hiền như ma sơ phải không? Sơ biết lúc nhỏ đó, tuổi của Hương thì cũng lớn rồi, cho nên lúc nhỏ bao nhiêu chục năm về trước cứ nghe các sơ là sợ vô cùng luôn, cứ sợ đơ sơ đánh đòn đi học vô trường dòng rồi cứ sợ. Nhưng mà hôm nay chúng ta nhìn các sơ ngày hôm nay, các sơ trẻ, các sơ hát hay, các sơ có tài, biết đàn, biết nhiều thứ nữa, và các sơ rất hiền phải không? Cho nên chúng ta an tâm để đem các cụ, bố mẹ cũng như là các em đến. Thì quý vị nào mà ở Cali cũng như là quý vị ở xa mà có bất cứ thắc mắc gì thì sẽ liên lạc. Hương sẽ có một cái YouTube là có tất cả những cái information của 8 cái trung tâm của các sơ dòng bên Thánh Giá, thì cái YouTube này sẽ lan tỏa cũng như trên các
hệ thống TV thì chắc chắn sẽ tới tay của từng người của quý vị. Và bây giờ mời sơ thảo nói chút xíu về mình. Các sơ thì ngày hôm nay Hương nói thật, Hương nhìn các sơ Hương thấy còn trẻ hơn em út của Hương luôn. Thì mời sơ nói chút xíu thêm về những công việc để cho mọi người, và sau đó Hương sẽ nói cái mục đích trong những ngày tương lai của dòng Mến Thánh Giá. Dạ, em cảm ơn chị Hương, và con xin được tiếp tục chia sẻ tiếp về những công việc mục vụ ở trung tâm mới mà Sơ Thanh mới chia sẻ. Thì ngoài những chương trình chúng con đã có hiện nay thì có nhiều cái dự tính mà chúng con khao khát được thực hiện cho các đối tượng mà chúng con cảm thấy cần mang được niềm vui và hy vọng đến cho những đối tượng đó. Và đầu tiên là quý ông bà cao niên. Thì chúng con có cái hội trường cũng khá lớn, và trong hội trường đó thì chúng con cũng mời những hy vọng mời được những ông bà đến để mà sinh hoạt trong ngày. Thì ngoài những sinh hoạt thì ông bà có thể hàn huyên câu chuyện, và nhiều khi rất là mong mỏi có những người được nghe những cái sự chia sẻ của mình. Ngoài đó thì chúng con cũng có những buổi chầu cầu nguyện cho ông bà về phần tâm linh. Và về phần các em trẻ thì chúng con cũng có những buổi tĩnh tâm, rồi những buổi học hỏi, rồi các em cũng có thể chia sẻ cái hành trình đức tin của mình. Và đặc biệt là cụ thể thứ sáu này, ngày 12 tháng 11, thì chúng con có một buổi dành cho các em trẻ để mà các em đến. Và tất cả những chương trình chúng con làm cho các em trẻ đều làm miễn phí để tất cả cho các em có được cái niềm vui và hy vọng trong cuộc sống. Ngoài đó thì chúng con cũng dự tính có một văn phòng bảo vệ sự sống, đặc biệt là những bạn nữ mà trẻ mang thai thì rất là hoang mang, và đặc biệt có nhiều nỗi sợ lắm, sợ gia đình, ba mẹ bỏ rơi, rồi nhiều cái rất là hoang mang. Thì chúng con cũng mở ra văn phòng bảo vệ sự sống để mà tư vấn và hướng dẫn các em có một cái quyết định đẹp lòng Chúa, cũng như tiếp tục mang cái sự sống đến cho con của mình. Dạ, và ngoài ra thì chúng con cũng có một văn phòng phát thực phẩm cho những người nghèo, và tất cả những ai đến thì chúng con luôn phân phát tất cả những gì mà chúng con lãnh nhận. Dạ, và ngoài những cái đó thì đối với chúng con cũng khao khát được đến phục vụ cho những người mà thật sự cần niềm tin và hy vọng trong cuộc sống. Wow, vậy thì ở nơi đó, các sơ ở dòng Mến Thánh Giá làm hết tất cả rồi. Ai mà có bất cứ mối băn khoăn hay là lo lắng hay là áp lực gì trong chính gia đình của mình thì cứ bắt phone lên hoặc là đến ngay đó, thì mình gửi gắm hết ở nơi đó để mình an tâm hơn trong cuộc sống của mình, để mình có thể đi làm. Nhưng mà có một điều, có nhiều lúc người ta nói bụt nhà không thiên, con ở nhà mình trông mình dạy nó không nghe, nhưng mà gửi đến các sơ lại nghe. Còn bố mẹ ở nhà con cái nói gì thì dễ giận hay hờn giận, nhưng mà đến các sơ thì mọi chuyện là đâu ra đó hết, phải không? Nhưng mà sơ ơi, các sơ có dạy cho các em hát, coi cho các cụ hát không? Dạ, không những hát mà múa nữa. Các cụ rất là dạ, múa theo kiểu mà khả năng có thể của các cụ. Nhưng mà dạ, thì nếu cuộc sống của các bác lớn tuổi mà ở nhà mà thấy buồn quá mà đến đó thì Hương nghĩ chắc sẽ sống vui hơn, khỏe hơn và sẽ thọ hơn đó. Bây giờ thì của bé Hân thấy nghe là thấy vui không? Thấy ở đó vui không? thì bé Hân lâu lâu thỉnh thoảng lên đó đàn nha, cũng cùng với các sơ đàn. Và bây giờ cho Hương nói một chút xíu này, cái ngày sắp tới mà sơ Thảo vừa mới nói đó, giờ trong tương lai tháng 1 sẽ có một bữa tiệc sơ ha. Nhưng mà quý vị biết là mỗi lần các cha, các sơ hay là bất cứ một tổ chức nào mà để gây quỹ từ thiện á, hay là gây bất cứ cái quỹ nào để làm những cái việc tốt cho đời, cho xã hội, cho công giáo, thì Hương cũng phụ một chút xíu là Hương sẽ đi bán vé số. Thì bây giờ trên tay của Hương hiện tại giờ cũng đang có những tấm vé số. Mà cái giải đó, quý vị biết không? Được chiếc xe mà bây giờ ai cũng thích hết, tất những giới trẻ cũng thích, đó là chiếc Tesla, trị giá bao nhiêu? 50.000 đô la, ít nhất phải không sơ? Thì quý vị giải nhất là được xe, giải 10.000, giải 5.000, giải là
3.000, 2.000, 3.000, 3.000. Đó thì có nhiều giải lắm, thì một vé là 5 đồng, mà một vé 5 đồng mà 5 vé thì có 20 à. Cho nên nếu mà Hương lại mua 5 vé, mua 5 vé lợi hơn phần quý vị. Quý vị nào mà bạn của Hương á, là mỗi lần Hương bán vé số đừng có sợ. Hương gặp ai là Hương cứ sẵn sàng Hương đưa một sắp 5 vé nha. Như là trong tương lai mà thấy Hương là phải rút ra sẵn từ 20. Bây giờ vé số đang có nhiều. Mình làm cái điều này, mình không cần phải hát, không cần lên hát là cầu nguyện để hát. Nhưng mà mình mua vé số là một hình thức để mà mình cùng đóng góp, để cho các sơ có tài chánh để làm nhiều nhiều cái việc mà nãy giờ quý vị nghe đó. Và cái YouTube mà đầy đủ tất cả những cái sinh hoạt cũng như cái những tất cả những gì quý vị thắc mắc, thì cái YouTube đó Hương sẽ bỏ lên cũng như là gửi ra cho quý vị. Thì quý vị nào thắc mắc thì cứ trong cái số phone và địa chỉ sơ ha, quý vị nào mà cần cái gì là cứ gọi số phone của các sơ, hay là trực tiếp lên cái show hát là cầu nguyện, Hương sẽ cho số phone của sơ Thảo hay là sơ Thanh, sơ Thủy là giống như giám đốc đó, phải không sơ? Vâng. Và nếu quý vị nào mà muốn đi tĩnh tâm, muốn có những cái ngày mà bình yên, nếu mà vợ chồng ở nhà mà gây lộn nhiều quá thì mình muốn get away, mình đi thì mình có một ngày bình yên, có ai đó đang cười nha, thì mình cũng ghi danh hàng tháng là ở các trung các dòng miễn thánh giá có những ngày mà gọi là ngày tĩnh tâm đó, lên trên đó là quăng hết tất cả, sau ngày đó đi về tự nhiên mình trở thành một con người mới, vợ sẽ ngọt ngào với chồng hơn, chồng sẽ làm việc giúp vợ nhiều hơn, con cái thì ngoan ngoãn, tất cả mọi người trở nên cảm thấy yêu thương nhau nhiều hơn. Thì hãy vào cái website của dòng miễn thánh giá để mình coi những cái ngày tĩnh tâm, hay là mình có thể làm được những cái điều gì đó với cho các sơ và dòng miễn thánh giá. Bây giờ mình còn một cái bài mà hay mà nhộn nhịp nữa. Nếu mà các sơ hát bài này mà các sơ có thể là dance nhảy nữa thì hay hơn nữa. Bây giờ cái bài này cái tên nghe thôi là mình đã biết là nó nhộn nhịp lắm. Hành khúc mến thánh giá. Các sơ dòng mến thánh giá lại hát hành khúc mến thánh giá thì quá là tuyệt vời. Bây giờ sao mình chuẩn bị chưa? Bắt đầu nha. Xin mời các sơ. Ta cùng hăng say ra đi về muôn nơi, mang tình yêu thầm giá vào đời với nét tinh khôi. Mến thánh giá tâm nguyện là mối mến cho đời, là tình yêu hiệp nhất, là chứng nhân rạng ngời. Mến thánh giá hân hoan ra khơi cùng Đức Kitô. Mến thánh giá ta luôn nêu cao tấm gương tông đồ, nguyện nối kết yêu thương đất với trời ngàn hương, một niềm tin trong kiến với duyên tình thâm sâu. Theo Thầy Giê-xu ta đi vào thế giới, khơi niềm tin bừng cháy, một lòng dân bước hăng say. Vác thánh giá mỗi ngày, nguyện bước theo chân Thầy, phục vụ trong yêu thương, người sáng gương khiêm nhường. Mến thánh giá hân hoan ra khơi cùng Đức Kitô. Mến thánh giá ta luôn nêu cao tấm gương tông đồ, nguyện nối kết yêu thương đời đời trời ngàn hương, một niềm tin trong kiến với duyên tình thâm sâu. Mến thánh giá hân hoan ra khơi cùng Đức Kitô. Mến thánh giá ta luôn nêu cao tấm gương tông đồ, nguyện nối kết yêu thương đất với trời ngàn hương, một niềm tin trong kiến với duyên tình. Oh. Mình nghe mình không nghĩ đây là các sơ. Xin lỗi sơ. Bây giờ thì cảm ơn quý vị đã lắng nghe và cũng như là đã theo dõi hết cái chương trình của Hát là cầu nguyện ngày hôm nay. Và cái điều Hương mong là quý vị phổ biến những gì mà sơ Thanh và sơ Thảo vừa mới cho chúng ta biết về công việc của các sơ dòng miễn thánh giá. Chúng ta phổ biến càng nhiều người biết tới càng tốt. Đó là cái điều mà chúng ta cùng nắm tay với các sơ để cho dòng miễn thánh giá ngày càng
nói thẳng là luôn là có tài chánh để làm, để phát triển hơn và làm những việc tốt hơn. Thực sự thì nếu mà mình đi ra ngoài, mình gửi con hay là mình mướn người về nhà trông con theo Hương thì còn mắc hơn nhiều lắm, và không biết mình có an tâm hay không. Nhưng đem con cái của mình cũng như là bố mẹ của mình đến cho dòng mến thánh giá thì mình an tâm hơn. Tiếc là bây giờ cũng không có còn con để đem đến. Và bố mẹ cũng đã ra đi. Hồi đó sơ biết lúc mà bố mẹ á, mà cái lúc mình chăm sóc với là mình phải đem người đến rồi mình đưa vô nursing home, mình cứ nói ước gì mà có như bên Việt Nam mà có những nơi của các sơ chăm sóc để mình đem. Sơ trễ quá, giá mà sơ làm sớm hơn là tốt biết mấy. Nhưng mà không sao, tới lúc bản thân Hương già, Hương sẽ vào đó. Từ lúc Hương có cháu, Hương sẽ gửi cháu Hương vào đó, phải không quý vị? Bây giờ thì tới lúc các sơ sẽ phải về để mà ngủ sớm, để mà đọc kinh cầu nguyện sáng sớm hôm sau. Mong là quý vị cùng với các sơ cầu nguyện nhé. Bây giờ sơ nói gì và tất cả các sơ nói gì với khán giả một lời cuối cùng đi. Mình hẹn gặp lại hay như thế nào? Sơ Thảo. Dạ, trước hết em cảm ơn chị Đoàn Vi Hương rất là nhiều và cảm ơn tất cả khán giả đã lắng nghe những chia sẻ cũng như những lời hát cầu nguyện của chúng em. Và em chỉ có khao khát một điều là cùng nhau hành khúc mến thánh giá. Tại trong chặng đường này chúng em được mời gọi để phục vụ theo cái lời mời gọi của Chúa, nhưng mà chắc chắn chúng em cần nhiều bàn tay chung để cùng chúng em hành khúc này. Và chúng em rất là cảm ơn rất là nhiều, mặc dù vẫn còn đợi chờ, nhưng mà chắc chắn em biết là Chúa sẽ gửi đến những tấm lòng rất là quảng đại để cùng nhau phục vụ Chúa và phục vụ tha nhân. Chắc chắn sẽ được. Cái gì mà các sơ mong muốn là tất cả mọi người cùng cầu nguyện và góp một bàn tay thì chắc chắn mình làm được. Thôi bây giờ cho các sơ, hình ảnh các sơ để các sơ chào quý vị nha. Bây giờ mình có thể mình làm dấu để mình cầu nguyện. Cảm ơn các sơ. Vâng, chào quý vị và hẹn gặp lại trong chương trình lần tới, và mong rằng trong tương lai chúng ta sẽ được nghe những thiên thần áo đen hát nữa, phải không quý vị?